Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cường các giải pháp giám sát, kiểm soát lây nhiễm bệnh bạch hầu. Cô học trò nghèo ở Thanh Hóa đạt thủ khoa khối C toàn quốc. Trong phần tin thời sự quốc tế, báo chí quốc tế ca ngợi và đề cao cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả bạn bè quốc tế. Những ngày này, báo chí trong nước và quốc tế đều đăng tải nhiều bài viết đánh giá cao vai trò lãnh đạo, đường lối đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như bày tỏ tình cảm, sự trân trọng và niềm tiếc thương to lớn trước sự ra đi của nhà chính trị xuất sắc này. Bài viết "Vô cùng tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư kính mến" đăng tải trên báo Nhân dân nêu rõ, gần 3 nhiệm kỳ là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp vô cùng quan trọng cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng đưa nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tiếp bước trên hành trình đổi mới thắng lợi trong nhiều lĩnh vực để đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Báo Quân đội Nhân dân khẳng định, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại và ngoại giao của Việt Nam, góp phần xây dựng cơ đồ, tiềm lực, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta. Nổi bật là trong hội nghị đối ngoại toàn quốc vào ngày 14 tháng 12 năm 2021, lần đầu tiên cụm từ ngoại giao cây tre Việt Nam với gốc vững, thân chắc và cành uyển chuyển được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên. Đây là khái niệm hình tượng hóa đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế mà Việt Nam đã và đang thực hiện, góp phần quan trọng thúc đẩy các lợi ích chiến lược của đất nước, đưa đất nước ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, đạt những thành tựu phát triển quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Báo Tin tức, kênh thông tin của Chính phủ do Thông tấn xã Việt Nam phát hành khẳng định, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã ngày càng tham gia tích cực vào sự phát triển toàn cầu, thể hiện vị thế trên trường quốc tế. Với những dẫn chứng cụ thể, tờ báo khẳng định, nền ngoại giao hòa bình và đúng đắn của Việt Nam là sự kế tục di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát triển và vận dụng nhuần nhuyễn, đưa Việt Nam đã và đang nổi lên với vai trò lãnh đạo vào các thời điểm quan trọng gần đây, như đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN giữa đại dịch COVID-19, cũng như trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều đó đã và đang gia tăng với vai trò, sự tham gia lớn hơn của Việt Nam trên trường quốc tế, bao gồm cả sự ủng hộ đối với các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong đó nhấn mạnh vai trò của đồng chí trong công cuộc xây dựng Đảng, phát triển đất nước Việt Nam. Báo Công an Nhân dân dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin khẳng định đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người thứ hai trong lịch sử Việt Nam hiện đại vừa giữ cương vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là lãnh đạo cao nhất nhà nước 2018-2021. Dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, tờ Belarus ngày nay nêu rõ, sự phát triển của nước Việt Nam hiện đại gắn bó chặt chẽ với phong cách của nhà chính trị kiệt xuất ấy. Trên tờ First Post của Ấn Độ, tác giả Anmol Singha nêu quan điểm, trong thời gian lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vai trò rất lớn trong sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước, tăng cường phòng chống tham nhũng, định hướng chính sách ngoại giao cây tre, tượng trưng cho khả năng phục hồi và thích ứng của Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, báo chí quốc tế cũng trích dẫn nhiều câu nói nổi tiếng và dấu ấn ngoại giao của Tổng Bí thư, thông tin tổng hợp trên báo Chính phủ. Trong bài viết có tựa đề "Cuộc đời, sự nghiệp và di sản lớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" đăng trên hãng tin Sputnik của Nga có đoạn: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà chính trị xuất sắc của Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, tận tâm, cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp vì nước, vì dân, được yêu mến cả trong và ngoài nước." Tóm tắt về sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo The Nation Thái Lan nhấn mạnh đến quan điểm chống tham nhũng của Tổng Bí thư, coi vấn nạn này là mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín, vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong khi đó, tờ New York Times Mỹ đã nhắc đến hình ảnh một nhà lãnh đạo liêm khiết khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những thành tựu của Tổng Bí thư trên các lĩnh vực cũng được tờ báo Mỹ đề cập. Ngoài ra, nhiều hãng thông tấn châu Âu cũng nhấn mạnh dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trường phái đối ngoại đã được nhiều thành công bằng chính sách, ngoại giao cây tre, đồng thời đăng tải ấn tượng sâu sắc của Tổng thống Mỹ Joe Biden
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về Tổng Bí thư như một người bạn thân thiết, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, người là cầu nối giữa Việt Nam và các quốc gia trong nhiều thập kỷ. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 4 năm, ngày 17 tháng 7 năm 2020, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hóa, chính thức thống nhất ban hành nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đường cho Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những lời phân tích, chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Thanh Hóa khơi dậy, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ từng căn dặn. Tôi rất thích cái câu của Bác Hồ, lúc đầu nói, cũng nói nôm na mộc mạc, rất sâu sắc. Cụ chỉ nói là Thanh Hóa muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, khẳng định như đinh đóng cột. Bác thì phân tích thì vì của cái nhiều đấy, nhưng mà chỉ thiếu sự điều khiển và sắp đặt, sắp xếp. Tại sao bác bảo nhất định được? Tại sao mong muốn là kiểu mẫu? Là vì vị trí của Thanh Hóa nó rất là quan trọng, cho nên Thanh Hóa không thể thua kém các tỉnh khác. Vì thế như thế. Và nhất định được là vì sao? Bác thì chỉ nói nôm na thôi. Đấy. Là vì của cải nhiều, là vì dân đông, là phân tích ra thì vì vị trí của Thanh Hóa nằm ở một cái khu vực, nếu không gọi là thế rồng cuộn hổ ngồi thì cũng là có rất nhiều thuận lợi và rất giàu tiềm năng. Con người thì chịu thương chịu khó, dân thì chịu khó, truyền thống thì oanh liệt vẻ vang. Cứ đọc lại lịch sử tỉnh Thanh Hóa xem bao nhiêu anh hùng hào kiệt ở đây, tại sao ta không khai thác phát huy như này? Đây cũng là vốn quý, đây cũng là tiềm năng, chứ mà chỉ có tiền. Đây là nguồn lực vô cùng lớn mà bây giờ Việt Nam chúng ta đang khai thác. Phải tự hào về quê hương, không cam chịu đói nghèo, không chịu thua tỉnh khác, phải vươn lên làm giàu, xứng đáng với cái tỉnh rộng lớn như thế này. Những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tư tưởng và lý tưởng sống cao đẹp về phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đạo đức và nhân cách của đồng chí đã lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước, vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính và cực kỳ liêm khiết. Một hình mẫu phong cách giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân, là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng. Đồng chí đã để lại rất nhiều cái di sản quý báu cho Đảng và nhân dân cả nước nói chung. Đặc biệt tôi tâm đắc là trong đó có 3 cái điểm mà tôi luôn luôn tâm đắc. Cái điểm thứ nhất là đồng chí luôn luôn làm tốt cái công tác để củng cố xây dựng Đảng, tập trung mới là xây dựng cái là Đảng ta thật trong sạch và vững mạnh, và xây dựng cái hệ thống chính trị là vững mạnh. Cái điểm thứ hai tôi tâm đắc là đồng chí luôn luôn quan tâm là sâu sắc đến cái sự nghiệp, cái công tác văn hóa trên phạm vi cả nước.
Cái thứ ba là đồng chí luôn luôn quan tâm đến quần chúng nhân dân và cán bộ chiến sĩ của cả nước trong cái sự nghiệp cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư. Những cái thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong cái công cuộc phòng chống tham nhũng những năm qua do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo đã và sẽ là cái nguồn lực to lớn, là cái động lực để toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đánh mạnh, đánh quyết liệt vào các cái đối tượng tham nhũng và làm cho xã hội ngày càng trong sạch và phát triển bền vững. Không chỉ là một nhà lãnh đạo, nhà lý luận kiệt xuất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, giản dị, khiêm tốn, mẫu mực và chân thành. Đồng thời là một tấm gương lớn cho mọi thế hệ về tinh thần tôn sư trọng đạo, về lý tưởng sống cao đẹp. Tổng Bí thư là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, là một người giữ cương vị cực kỳ cao, chức vụ rất lớn. Nhưng đối với thầy cô đã từng giảng dạy của người thì ông luôn tỏ rõ là mình một người học trò khiêm nhường và có tinh thần tôn sư trọng đạo rất lớn. Trong cái thời đại ngày nay, khi mà chúng ta đã đẩy mạnh cái cuộc cải cách giáo dục với cái tinh thần tôn sư trọng đạo được nâng lên hàng đầu, thì cái tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tôn sư trọng đạo nó là tấm gương sáng của chúng ta. Có lẽ một câu nói mà bác Trọng để lại trong lòng chúng tôi khi bác ra đi, có một câu nói mà người dân chúng tôi mãi mãi vẫn ghi nhớ. Có nghĩa là trọng liêm sĩ, danh dự là xấu hổ, đau khổ vì tham nhũng. Chúng tôi cũng rất ấn tượng về những cái công cuộc chống tham nhũng và cái công cuộc đối ngoại của nhà nước Việt Nam. Bây giờ có những cái phát triển lớn về công tác đối ngoại. Chúng tôi ấn tượng nhất là trong cái ba con nước quan hệ giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc mà ông Nguyễn Phú Trọng đã cùng xây dựng được cái đường lối đối ngoại, là người dân chúng tôi cũng cảm thấy rất ấm lòng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn cuộc đời phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Tư tưởng, tình cảm và sự nghiệp của ông sẽ góp phần nhân lên niềm tin trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về sự lãnh đạo của Đảng, nhân lên khát vọng hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Theo thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời gian quốc tang diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 7. Tuy nhiên, nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã treo cờ rủ sớm để tỏ lòng thành kính tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư. Tại các cơ quan như tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Thanh Hóa đều đã treo cờ rủ để tỏ lòng thành kính tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Đây là việc làm thể hiện sự kính trọng, lòng tiếc thương đối với những đóng góp to lớn cho đất nước và quốc tế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức với nghi thức quốc tang. Trong 2 ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Xin được tiếp tục chương trình thời sự tối nay với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Đoàn cán bộ Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thọ Xuân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Thọ Xuân, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, công hiến to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Cũng nhân dịp này, Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho Mặt trận Tổ quốc huyện Thọ Xuân. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của các cán bộ, đoàn viên, người lao động tại Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đối với cộng đồng. Qua đó, chung tay cùng với chính quyền địa phương, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ổn định cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ đầu năm đến nay, do kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi, hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng gặp nhiều khó khăn. Thị trường và giá trị xuất khẩu giảm. Sau tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Thanh Hóa chỉ đạt 52.000 đô la Mỹ, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2023. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FXPT ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn có công suất chế biến thủy sản đạt khoảng 700 tấn một năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động. Sản phẩm chủ yếu là mực surimi, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, do đồng yên Nhật mất giá so với đồng đô la Mỹ, sức mua của người tiêu dùng Nhật giảm, nên từ đầu năm đến nay, xuất khẩu thủy sản của công ty sang thị trường Nhật Bản chỉ duy trì cầm chừng, mỗi tháng chỉ đạt 2 công với khoảng 30 tấn thủy sản thành phẩm. Qua 6 tháng đầu năm ấy thì là cái tình hình kinh tế cũng có một chút cái khó khăn, thì đặc biệt là cái thị trường Nhật Bản thì cái tỷ giá của đồng yên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động tăng sản xuất, bởi vì là cái lượng hàng hóa, cái nhu cầu của bên Nhật cũng dần dần nó giảm xuống do cái việc là giá thành nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, cũng thay đổi biến động dẫn tới là cái phạm vi mà tiêu thụ của cái hàng hóa bên Nhật nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thanh Hóa hiện có 6 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chính ngạch, các mặt hàng chủ yếu gồm chả cá surimi, ngao đông lạnh, ngao sấy khô, hải sản đông lạnh, bột cá, nước mắm, mắm tôm, mắm tép, xuất khẩu đến các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, thị trường EU và Mỹ. Theo các doanh nghiệp, xuất khẩu thủy sản từ đầu năm đến nay, mặc dù có tín hiệu phục hồi, nhưng các doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ. Tình trạng thị trường và đối tác truyền thống chưa thể phục hồi, giá trị xuất khẩu giảm đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Do sự bất ổn về chính trị, chiến tranh cũng như là khủng hoảng kinh tế toàn cầu dẫn tới là cái việc là sụt giảm cái sức mua, sức tiêu dùng của người tiêu dùng. Người tiêu dùng thì thắt chặt chi tiêu hơn, dẫn tới là cái sản lượng xuất khẩu bị giảm. Thứ hai nữa là về cạnh tranh về giá. Một số các cái thị trường cạnh tranh của doanh nghiệp, ví dụ như là những thị trường ở Ấn Độ, ở Nga thì họ xả hàng, xả kho, dẫn tới là mất cân bằng về cung cầu. Từ đó thì gây ra một cái áp lực về cạnh tranh về giá đối với doanh nghiệp. Mục tiêu trong năm nay của chúng tôi thì không chỉ dừng lại ở thị trường Nhật Bản mà còn đang nghiên cứu thêm một số những cái sản phẩm mới liên quan đến những cái mặt hàng khác để đáp ứng cho thứ nhất là thị trường Hàn Quốc, hai nữa là thị trường châu Âu. Thì cái này cũng đang trong cái quá trình trao đổi làm việc cùng với lại các cái đối tác làm sao mà thứ nhất là những sản phẩm mình, những sản phẩm mẫu của mình đạt yêu cầu khách hàng và cũng như là mình lên cái quy trình sản xuất cũng như là bố trí được cái khu vực để sản xuất làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng hàng hóa cũng như là cái năng suất để đáp ứng cho khách hàng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản sẽ tăng tốc vào quý 3 và quý 4 năm nay khi các nhà nhập khẩu lớn tăng mua. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng sản lượng xuất khẩu. Hiện nay trên các diện tích lúa vụ mùa trên địa bàn tỉnh đang chuyển giai đoạn từ cuối đẻ nhánh sang đứng cái làm đồng và một số đã đẻ nhánh rộ. Trong điều kiện thời tiết thay đổi, việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa là rất cần thiết. Vụ mùa 2024, gia đình bà Lê Thị Hương ở thôn 1, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương gieo trồng được gần 1 hecta lúa. Tuy nhiên, những ngày gần đây đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại như sâu cuốn lá, bệnh vàng lá và nghẹt rễ. Được sự hướng dẫn của cán bộ bảo vệ thực vật, gia đình bà đã thường xuyên xuống đồng kiểm tra, chăm sóc lúa, hạn chế sâu bệnh phát sinh, phát triển. Thời tiết này đang thay đổi, lúa đang thời kỳ đẻ nhánh, mà trời mưa như thế này là dễ bị sợ lúa sẽ bị sâu cuốn lá, sâu đảo ôn, nên bà con với hai gia đồng để thăm nôm rồi để phun thuốc và để cho nó kịp thời, với thế không có cuốn lá là sâu nữa thì coi như là chuột để phá, đó là mất thu hoạch. Không chỉ trên địa bàn huyện Quảng Xương,
trong số 152.000 ha lúa mùa của tỉnh Thanh Hóa, hiện đã xuất hiện cục bộ một số loại sâu bệnh như sâu đục thân cú mèo, sâu đục thân 2 chấm với mật độ từ 300 đến 500 con trên 1 mét vuông. Nhiều nơi xuất hiện bệnh bạc lá đốm sọc, vi khuẩn khiến lá lúa vàng và héo cây. Tại các địa phương có mật độ sâu bệnh xuất hiện nhiều như Quảng Xương, Thiệu Hóa, Nghi Sơn, Yên Định, Ngọc Lặc, cán bộ nông nghiệp phối hợp với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa cùng với các công ty cung ứng vật tư thuốc bảo vệ thực vật đã tăng cường hướng dẫn nông dân lựa chọn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Đề nghị bà con là thứ nhất là phải làm cỏ sục bùn và bón phân để kích thích cho rễ và lấy nước vào đủ cái mức nước để cho đảm bảo để phòng tránh dịch bệnh. Thuốc bảo vệ thực vật thì rất khoát phải sử dụng theo phương pháp 4 đúng, bởi vì cái việc này là cái việc mà chúng ta không tùy tiện. Vì vậy cho nên là bà con chúng ta phải thăm đồng thường xuyên tùy theo từng cái chả lúa, giống lúa của chúng ta. Và sau khi thăm đồng thường xuyên thì chúng ta cũng phải tham khảo thêm cái ý kiến của cơ quan chuyên môn và sử dụng thuốc theo đúng cái chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, tùy theo từng cái giai đoạn và tùy theo từng cái giống lúa và tùy theo từng cái đối tượng sâu bệnh hại. Thời điểm này, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng đang tập trung chỉ đạo các địa phương bám sát đồng ruộng, kịp thời xử lý nếu có sâu bệnh xuất hiện với mật độ lớn. Đối với các đơn vị thủy nông, đặc biệt là với các đơn vị thuộc vùng xa kênh, xa trạm bơm, cần liên tục bảo dưỡng máy móc, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết để điều hành bơm tiêu úng khi cần thiết. Hiện tại bệnh bạch hầu ở nước ta vẫn trong tầm kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm thành dịch trên diện rộng là thấp. Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan với dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường các giải pháp giám sát, kiểm soát lây nhiễm bệnh bạch hầu tại đơn vị. Bệnh bạch hầu không phải là bệnh mới, bệnh đã có vaccine phòng bệnh và có thuốc điều trị đặc hiệu. Bởi vậy, các cơ sở khám chữa bệnh xác định giải pháp quan trọng nhất trong phòng chống bệnh bạch hầu là giám sát, phát hiện sớm ca bệnh mắc hoặc nghi mắc. Điều này sẽ hạn chế nguy cơ lây lan bệnh, đồng thời giúp người bệnh được điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng diễn biến nặng. Hiện nay, các bệnh viện ở Thanh Hóa đã triển khai công tác sàng lọc, phân luồng khám bệnh đối với bệnh nhân có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Chúng tôi cũng đã thiết lập được cái khu cách ly và cái khu khám điều trị cho bệnh bạch hầu khi mà có dịch xảy ra trên địa bàn. Kèm theo đó thì thuốc, rồi vật tư, hóa chất sinh phẩm chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng được các cái yêu cầu chuyên môn khi mà có bệnh dịch xảy ra trên địa bàn. Để không bị động với các tình huống của dịch bệnh, các bệnh viện cũng đã tập huấn công tác phòng chống dịch, cập nhật phác đồ điều trị bệnh bạch hầu cho bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện, đồng thời ra soát lại cơ sở vật chất, bổ sung vật tư hóa chất, cơ số thuốc sẵn sàng để thu dung cách ly điều trị bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu khi phát hiện. Đối với lại khoa khám bệnh thì bệnh viện đã bố trí một phòng khám riêng biệt để tiếp nhận những bệnh nhân có nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu. Và đối với trường hợp mà xác định là có nguy cơ về bạch hầu thì sẽ chuyển sang khoa bệnh nhiệt đới để điều trị. Với khoa bệnh nhiệt đới thì chúng tôi đã chuẩn bị về trang thiết bị cũng như là vật tư thuốc và có bố trí các phòng riêng biệt cách ly đối với những trường hợp mà có nguy cơ nghi mắc bệnh bạch hầu và điều trị bệnh bạch hầu. Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng nhiễm độc cấp tính, nó có thể gây tổn thương tại đường hô hấp trên, nó có thể ảnh hưởng là một bệnh có thể diễn biến nặng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân với biến chứng là biến tắc đường hô hấp trên và biến chứng xa là toàn thân là viêm cơ tim. Đấy là hai cái nguy cơ mà có thể dẫn đến nặng và tử vong. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chúng tôi cũng đã sẵn sàng các cái phương án để mà sẵn sàng tiếp nhận và xử trí nếu có trường hợp bệnh nhân bạch hầu xuất hiện. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị y tế theo dõi diễn biến dịch bệnh, giám sát phát hiện sớm các ca mắc bệnh để điều trị kịp thời và khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh. Bên cạnh tiếp tục truyền thông cho người dân, Sở Y tế tổ chức rà soát và tiêm vét tiêm bổ sung ngay vaccine phòng bệnh bạch hầu cho những trẻ trong độ tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Với tổng 3 môn khối C00 là văn sử địa đạt 29,75 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, em Tô Thị Diệu, cựu học sinh lớp 12D1, trường trung học phổ thông Quảng Xương 4, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã xuất sắc trở thành một trong 19 thủ khoa khối C toàn quốc.
Căn nhà cấp 4 của gia đình em Tô Thị Diệu, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Những ngày này, lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng bằng nghị lực cố gắng, cùng sự dìu dắt của nhà trường, thầy cô và bạn bè, em Tô Thị Diệu đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với hai môn sử địa đạt điểm 10 tuyệt đối, môn văn đạt 9,75. Đây là kết quả ngoài sức mong đợi của em ạ. Em rất yêu thích ba môn văn sử địa. Đối với em, môn văn nó không chỉ là một môn học mà nó còn dạy cho em rất nhiều bài học về lẽ sống, về đạo lý làm người, và đó là điều mà em rất là trân quý. Đối với môn sử địa, em càng học càng say mê. Nó không chỉ là môn học để em tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mà nó còn giúp em biết yêu quê hương đất nước, yêu lịch sử nước mình nhiều hơn ạ. Tôi cũng có báo con là hoàn cảnh của gia đình nhà mình rất khó, nên là bây giờ mẹ chỉ là một người để đi lo tiền lo bạc cho các con ăn học thôi, chứ còn ngoài việc học, ngoài việc mà mẹ báo ban với con học thì mẹ không có thời giờ, nên là chỉ có hai chị em là cố gắng bảo nhau rồi để mà học. Diệu là con người biết lo nghĩ cho mẹ nên là tôi đi làm tôi cũng yên tâm. Diệu đam mê các môn xã hội và có tố chất tự học tự nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhà trường, thầy cô luôn đồng hành hỗ trợ em rất nhiều. Năm học lớp 12, em đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em đã đậu vào khoa sư phạm ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua kỳ thi đánh giá năng lực. Đối với trường trung học phổ thông Quảng Xương 4, thành tích mà em Tô Thị Diệu đạt được là rất vinh dự. Bởi sau 36 năm từ ngày thành lập, nhà trường lần đầu tiên có thủ khoa toàn quốc. Là ngoài cái kiến thức mà chúng tôi truyền đạt thì cái thành công của em Diệu đạt được đó là cái sự nỗ lực trong chính bản thân em ấy. Ở em ấy có một cái nghị lực mà tôi cảm thấy trong cái thân hình nhỏ bé của em ấy có một cái lực rất là phi thường. Đấy, luôn luôn cố gắng nỗ lực với một cái tinh thần là cầu thị, cầu tiến để đạt được những cái điều mình mong muốn. Với cái thành tích vượt bậc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 này thì đối với trường trung học phổ thông Quảng Xương 4 sẽ lan tỏa đến các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường và các thế hệ học sinh trong tương lai. Đây cũng là một cái động lực rất lớn cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường để tiếp tục đổi mới về cái công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, theo hướng là tiếp cận phẩm chất và năng lực học sinh. Trở thành thủ khoa toàn quốc khối C, Tô Thị Diệu có nhiều lựa chọn vào các trường đại học top đầu, song dự kiến em sẽ nộp hồ sơ vào khoa sư phạm ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội với mong muốn trở thành cô giáo. Trường Đại học Phenica vừa tham gia ngày tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm 2024 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Tại ngày tư vấn, các phụ huynh và học sinh có thể trực tiếp đặt câu hỏi và các chuyên gia trong ban tư vấn gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện một số trường đại học cao đẳng sẽ trực tiếp giải đáp. Ngoài ra, phụ huynh và học sinh có thể tìm kiếm, tham khảo thêm thông tin từ các cơ sở đào tạo ở hơn 150 gian tư vấn đến từ các trường học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó, giúp các bậc phụ huynh, các em học sinh có cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của bậc học, ngành học, môi trường đào tạo của từng trường. Bên cạnh đó, các em có thể tìm hiểu thông tin du học, chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở các trường trong nước và nước ngoài. Trường Đại học Phenica là một trong những đơn vị tham gia ngày tư vấn, nhận được nhiều sự quan tâm từ phía phụ huynh, học sinh nhờ hệ thống ngày đào tạo mới phù hợp với nhu cầu thị trường lao động trong những năm tới. Đặc biệt, năm học này, Trường Đại học Phenica hướng tới tập trung tuyển sinh ở các địa phương đang phát triển đa ngành nghề, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, chính sách học bổng thu hút nhân tài cũng được Phenica triển khai mở rộng tới nhiều đối tượng học sinh. Nhà trường mong muốn đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chính các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là địa bàn bán sơn địa, có đồi, núi, sông, suối, hồ đập, nên vào mùa mưa bão, huyện Triệu Sơn phải thường xuyên đối mặt với nhiều hình thái thiên tai đe dọa. Với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các cấp chính quyền huyện Triệu Sơn đã quyết liệt triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai. Năm 2024, huyện Triệu Sơn có 5 công trình phòng chống thiên tai do huyện làm chủ đầu tư được triển khai, gồm 2 dự án nâng cấp, sửa chữa hồ đập và 3 dự án kè đê. Đến nay, cả 5 công trình đều cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Được sự quan tâm của huyện, rồi xã, địa phương, thôn đó, thì công tác phòng chống mặt bằng rất là nhanh gọn. Thứ hai, công ty cũng tập trung được máy móc nhân lực
nhân công á. Khi mà tôi thi công rất là nhanh gọn. Để khi mà đạt tiến độ theo quy định của vừa công ty đưa ra mà vừa có ban quản lý dự án huyện. Nên như hôm đến hôm nay á thì công trình coi như là cũng đạt tỷ lệ khoảng 90%. Sau khi có dự án đến thì chúng tôi rất là phấn khởi và tuyên truyền cho bà con nhân dân có những cái gì vướng mắc trên đây để giải phóng mặt bằng nhanh nhất cho nhà thầu thi công. Sau khi thi công á thì chúng tôi cũng đã bảo vệ và cũng đã kết hợp hai bên để làm sao đấy công trình tiến độ của bên B được hoàn thành nhanh nhất, đúng tiến độ. Sau khi được hoàn thành, sau là bàn giao lại cho địa phương quản lý, chúng tôi sẽ cam kết giữ gìn làm sao đấy cho được cái công trình đúng như mong đợi. Xác định rõ phương châm phòng hơn chống, công tác ứng phó với thiên tai đã được cấp ủy chính quyền huyện Triệu Sơn tập trung triển khai quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi có tình huống xảy ra. Ngay từ đầu tháng 4 thì Ủy ban huyện đã triển khai cái công tác hội nghị để triển khai công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn toàn huyện. Thứ hai là đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và phân công nhiệm vụ cho các cái thành viên của ban chỉ huy một cái chi tiết cụ thể. Thứ ba nữa là đã xây dựng cái phương án di dân ở cái vùng có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp, giao vật tư dự trữ cho các xã, thị trấn, xây dựng phương án cho các cái công trình mà đang xây dựng thời gian, đặc biệt là các công trình phòng chống lụt bão. Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 7 sẽ xuất hiện từ 1 đến 2 đợt áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Và với các hình thái thời tiết cực đoan như hiện nay, ngoài việc triển khai các điều kiện ứng phó với thiên tai, huyện Triệu Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tránh tư tưởng chủ quan lơ là trong công tác phòng chống thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, vào khoảng 4 giờ 31 phút ngày 21 tháng 7 năm 2024, tại vị trí có tọa độ 20,068 độ Vĩ Bắc, 105,446 độ Kinh Đông, xảy ra trận động đất có độ lớn 4,1 độ Richter. Tâm chấn ở khu vực huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thiệt hại do động đất gây ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc kiểm tra đánh giá tình hình ảnh hưởng của động đất, đồng thời tuyên truyền phổ biến cho người dân kiến thức phòng chống thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp ứng phó, phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai động đất gây ra, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Theo dõi chặt chẽ các thông tin cảnh báo, dự báo, thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai động đất gây ra. Rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng, nhất là các hồ chứa, nhà cao tầng, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để có phương án đảm bảo an toàn. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình với Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Chương trình thời sự xin được khép lại tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.